Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là cũng là ngày đầu tiên của cái event mới anh em ơi. Có tên gọi là event là Rinnegan anh em, Rinnegan. Rồi thì cái event này có cái những cái gì thì mình sẽ review full cho anh em coi. Và cũng như là tham gia một số cái tính năng sự kiện nha anh em. Rồi đầu tiên thì chúng ta vào phần sự kiện đi anh em. Để coi là đợt này là nó cho cái gì không ha. Nạp tích lũy, đợt này có xuất sắc rồi anh em. Nạp tích lũy nè, hãy xôi. Nạp tích lũy đợt này cho con Shiraya tiên nhân nó mới ghê nè anh em. Nagato nữa nè. Oh my god. Những làng lá rồi anh em. Wow, những làng lá. Ở dưới này những bạc cổ. Wow, tàn bảo vật nổ không? Xịn ghê chưa? Chiêu mộ đặc biệt. Pha này thì chắc có con Nagato rồi. Đây anh em. Đó, ông nào muốn chiêu đặc biệt thì kiếm Nagato ha. Ây cha. Đợt này có xúc sắc được các thứ rồi em. Quà xúc sắc cũng ngon anh em. Quà xúc sắc đợt này cũng ngon ha. Đại Ninja nè, cũng có xuất sắc nè. Vòng quay cũng có xuất sắc luôn. Cửa hàng Leo, coi đợt này bán cái gì xịn xịn hay không. Ai xà. Cửa hàng Leo có thì đẩy cái này đi nè. Đó, 4.000 Leo nè, trời ơi thốn quá thốn. 8.000 Leo. Dạo này Leo mình là xài kinh quá nè. Leo mình xài hơi bị kinh luôn ấy. Ok, có bán cả cái phong bao nữa nè anh em. Đợt này có phong bao bằng lá ha. Cửa hàng Daruma, ôi giời, mình đang có 12.400 cái Daruma luôn nè anh em. Mình đổi mấy cái xu này đi ha, đổi hết luôn đi. Đó, 120 xu, hết luôn rồi, vãi chuẩn thật. Cửa hàng phong bao coi. Đợt này vẫn đổi đương hình nhân 9 sao được, 10 sao được các thứ ha anh em. Rồi, có Jiraiya tiên nhân với lại con Nagato nữa nè, mắc dữ vậy. Ai xa, anh em thấy không? Con Jiraiya tiên nhân á thì 15.000 cái phong bao, còn con Nagato chỉ có 12.000 phong bao thôi là anh em biết giá trị rồi đó anh em. Đó, phút được các thứ nữa ha. Đằng này có phong bao bằng lá nha, y chang như mình nói mà. Đổi ninja nữa nè anh em. Ôi xa, đợt này có cả Conan nè, rồi Shisui, Gai nữa anh em, Chizuru nữa nè. Ôi, đổi cả Nagato nữa nè anh em. Nhưng mà mình nghĩ anh em nào con Nagato thì mình không có chơi, còn anh em nông dân á, bao như mấy ông khác thì chơi thì đổi ha. 4 con, 5 con. Rồi, đổi tốn 10.000 đi ô luôn, thốn quá. Đại chiến nhẫn giả đợt này có Nagato tiếp nè anh em. Đó, phong bao đàn lá đồ các thứ nữa. Cũng khá là ngon, đại chiến nhẫn giả này ngon nha anh em, hoàng ngon ha. Chi nã đợt này coi, Nagato, Kakuyu, Shisui. Rồi, này tướng hot không à anh em. Rồi ok ha, để coi đợt này xuất sắc coi. Xuất sắc thì cũng như cũ ha anh em. Xuất sắc thì nó cũng như cũ thôi. Quà xuất sắc thì hồi đợt mình có đổi rồi anh em, để coi. Đợt là mình chơi tới 450 điểm luôn, mà hồi đợt là không có quay video cho anh em coi á. Ủa cái gì? Bảo vật tùy chọn á, oh man. Khá là rẻ nha anh em, 450 điểm là tiêu Rio một chút cũng khá là rẻ đó nha. Kiếm được cái bảo vật tùy chọn nè anh em. Hồi đợt nó cho con Jiraiya cùi quá nên là không có chơi. Bây giờ chơi được nè anh em. Chà, công chí mạng. Chà ơi, kena, bao tay hồng. 90% máu. Chính xác công, 10% sát thương kỹ năng. Ôi ôi, ngon hả anh em, cái này được á. Ông nào chưa có những bạc cổ lấy cái này ha. Rồi, lụm. Ok, để ra đi anh em. Sự kiện Rinnegan nè anh em. Đó, chúng ta kích hoạt được cái nhánh bên phải này sẽ được thêm một con Nagato nữa. Rồi xúc sắc nữa nè anh em, xúc sắc đồ nữa nè. Đó, hình như là mới bảo trì xong đúng không anh em, nên là chắc không có dám nạp kẹt đâu, sợ bị mất đó anh em. Không dám nạp kẹt. Coi 7.000 nâng được cái cho nó xong cho rồi. Đó, mấy cái nhiệm vụ tuần tự này cũng ok lắm nha anh em, nhưng mà nó lên level hơi chua.
À ngày 1, à đợt này có nó cho quà truyền tin luôn nè anh em. Quà truyền tin Siriza tiên nhân cấp mổ sơn nè. Lẫm liền, trời ơi ngon. Quá đã luôn. Đổi quà. À chưa có review gói nạp nhờ anh em. Qua coi gói nạp coi ngày hôm nay có gói nạp nào ngon hay không. Rồi. Gói nạp đúng không, ưu đãi ha. Trách ra tự nhiên, à, trách ra tiên thuật anh em. Ở bên này trách ra thì không có si nhê nha. Mình khuyên em không có nên nạp mấy gói này nha. Kể cả mấy ông nạp tiền luôn á. Đừng có nạp mấy gói này. Ông farm giùm tôi cái đi. Nạp mấy gói này tốn lắm mà không có bao nhiêu hết trơn á. Chúng ta đánh gần cả triệu lên, gần cả triệu luôn. Mà còn build một xíu là hết rồi. Huống chì có mấy trăm ngàn. Hay cha khuyến nghị. Bỏ luôn, gói khuyến nghị là thừa biết rồi anh em. Huy hiệu phong bao x3 phong bao đằng lá để kiếm gói chân ái của sự kiện này nha anh em. X3 phong bao. À đây, gói chân ái đây nè em. Gói chân ái là gói dưới này và gói trên nha anh em. Gói chân ái gói này gói trên để coi có gói siêu hot hay không anh em. Gói đặc biệt vui vẻ 40 cha. Ông nào cần cuộn á thì kiếm cho tôi cái gói này, nạp cho tôi cái gói này ha. Một hai gói gì đó. Còn ông nào mà cần phong bao thì nạp cái gói trên này. À nhưng mà bị lỗ hết 20 cuộn nha anh em. Gói đặc biệt vui vẻ này ngon nè. Gói này bây giờ là cũng là gói chân ái của mình nha anh em. Rồi ok, mà chỉ có gói trên thôi nha, gói dưới bị lỗ nha. Mà được cái có 10.000 huy hiệu tổ chức, nhìn thèm ghê anh em ơi. Thèm cái huy hiệu tổ chức ghê luôn á. Rồi ok, hết rồi đó anh em. Đó, sự kiện đợt này thì nó cũng đơn giản thôi. Đua top gì đây? Wow, Honda Madara nữa chứ. Top này top tiêu, top tiêu Rio nha anh em. À tiêu Rio đợt này thì cho quà cũng được thôi chứ không ngon cho lắm ha. Chủ yếu là được đá tím với lại mấy cái xu cũng được. Nên nãy mình mới tiêu 10.000, gần 10.000 lên được hạng 300 mấy rồi nè anh em. Ổn ha, ổn ha. Để ráng cố gắng cho con Siriza tiên nhân của mình lên E đi nè. Công, xuyên thủ cũng không ngon ha. Hoán đổi cho nó máu nè, cho máu với lại tóc á. 24% máu với chí mạng. Công máu, ôi full máu luôn nữa. Để coi coi, 10 triệu máu chưa lên E5 mà 10 triệu máu anh em. Vãi trưởng thật, cho con Siriza này tăng máu để cho đứng lên hàng đầu anh em. Máu với tóc đi, máu với tóc giống như con Conan đó nè, mình thấy hợp lý hơn á. Này máu không à. Thôi máu cũng được anh em. Để đó bữa nào đánh nhau. Bây giờ đi đánh nhau thử coi. Máu với tóc cũng ok đó nè. Hôm qua là một cái video là ăn hành ngập mặt anh em. Ăn hành ngập mặt. Do gọi là team mình build nó nói chung là nó cũng được thôi chứ không gọi là ghê cho lắm. Đánh vào tình báo mình phải kiếm được cái nào mà đánh vào con hệ chỉ huy á, may ra mới ngon anh em. Bởi vì thường là mấy ổng để con Siriza lên hàng đầu. Cho Zuro đang sắp xếp một vài cái đội hình để đi đánh nhau anh em. Mình suy nghĩ lại, mình phải phá cái meta này mới được. Chứ mấy ông thấy tôi chơi con gai xuyên thủ, mấy ông cũng chơi gai xuyên thủ luôn thì sao tôi chơi lại. Ông này cũng ok lắm nè anh em. Mình đang tính chơi cái bài như thế này nữa nè anh em. Cho con Siriza lại con Shisui đốt lúc đầu á, thử coi được hay không hả. Vì là Siriza lại Shisui đốt lúc đầu cũng khá là khó chịu ha anh em. Mà con quỷ Conan ở bên kia nó nổ cao dữ vậy. À trời, rồi xong. Trời ơi á. Nhưng mà để lên hàng đầu thì lại bị ăn hành anh em. Bị con gai đấm cho là vêu mồm. Ui. Ủa con na của mình, con gai bên kia chết rồi mà vẫn bị choáng ta. Na thì mình đang tính chơi xuyên thủ anh em. Mình đổi cho nó xuyên thủ thử coi. Hoán đổi không chơi chí mạng ha anh em, chơi xuyên thủ đi. Ôi. Xuyên thủ chí mạng 20% máu. Công. Xuyên thủ vào là vả ngay phát đầu luôn nha anh em. Đây. À 44 xuyên thủ ha, bem lại thử coi như thế nào nha. Đánh với lại ông 18 Yumi này đi.
Thôi đánh lại mấy ông khác đi, ông đó mạnh quá rồi. Đánh như ông đẹp lên này, ông đẹp lên này cũng ok nè. Để coi coi. Jiraiya để ở đầu. Trời ơi. Gai mà nó cầm bảo vật đánh vào chỉ huy nó đánh tán cho team mình nó gãy gãy luôn á nè. Ngon. Không bị dính nhiều hiệu ứng ha anh em. Trời ơi, choáng Jiraiya tôi rồi. Để coi con Na nó chọi có ok không nha anh em. Đang chuẩn bị test con Na thôi đó. Na bây giờ không có chơi chí mạng nữa mà chơi xuyên thủ. Trời ơi, có chết ai không? À, cũng được kìa. À, trận này là xin vĩnh biệt cụ Đạt Lê rồi. Trời ơi, chơi toàn là khiên trắng không vậy trời. Để hàng trước bắt buộc phải chơi xuyên cái khiên trắng rồi nha anh em. Chết tôi. Oh man. Đúng rồi anh ơi, choáng nó kìa, đánh nó. Đây, chào Zoro nha anh em, gánh team lại liền. Để hàng trước bắt buộc phải chơi khiên trắng rồi. Jiraiya muốn chơi để hàng trước á thì anh em phải nâng cho nó E5 mới để hàng trước ổn được. Với lại máu anh em ơi, quỷ này máu ít quá à. Đó, hết sách nữa chứ. Đó, cũng ok ha, để coi cả ngày hôm nay chiến trường. Trời, ngày hôm qua giờ chưa có coi này luôn á em. Trời ơi, mấy ông đánh mình tơi tả. Ngày hôm qua giờ không có vào trong này đánh luôn á. Tối hôm qua rồi cũng vậy. Anh em coi tụi nó đánh mình quá trời nè. Đại đế Aura rồi. Trận này mình thủ win nè anh em. Trận này mình thủ win nè. Ghê vậy. Cái đội hình đầu nhìn ớn ăn vậy ta. Đây nè. Ủa ôi, không chết ai luôn. Ok, một trận thua nè. Đội hình 2 của mình bá lắm anh em, gắn 3 con thôi. Gắn 3 con thôi anh em, Gai rồi Na với lại con Conan thôi là đủ chơi rồi. Mà ổng vẫn win mình được. 3 đội hình lần mà anh em dễ win lắm. Ok. Rồi coi đội hình thứ 3 coi làm sao mà win được đây. Đội hình 3 mình là đội hình là đốt nha anh em. Shisui rồi Jiraiya, Kakuyu và Hanzo anh em. Đội hình là đốt, hơi bị kinh. Rồi bên kia có Na E5 luôn mà thua ta. Anh em coi con Na E5 bên kia kìa anh em. Một phát rút độc thử coi. Đó. Đừng giỡn mặt với đội hình đốt của tôi nha. Rồi con Na này chuẩn bị rút độc phát nữa chết luôn nè. Này thì giỡn mặt. Na E5 với tôi nè. Đại đế Aura. Rồi ơi, 27 triệu lượt chiến. Trời ơi, nhức đầu anh em ơi. Chơi một nhán một bên kia gãy luôn anh em. Ớn thật. À hôm nay có đánh đánh liên server á, đánh bên này nữa hả. Rồi, chiều nay nạp xong xuôi rồi quay anh em ha. Chiều nay quay đặc biệt để kiếm kiếm food đi, kiếm food lên Jiraiya đồ để mình hỏi ông mấy ông coi bên nào ok, anh em biết bên nào bên đặc biệt nào ok thì nói tôi nha. Nhưng mà mình nghĩ là bên hệ thổ nha anh em. Hệ thổ vẫn là chân ái ha. Hệ thổ và hệ lôi hai thằng á, hệ thổ thôi, hệ thổ không biết hệ lôi như thế nào. Nhưng mà hệ thổ mình nghĩ là ra S tướng S nhiều quá, food nhiều quá. Để cho server nó ổn định đi anh em, tại vì mới bảo trì xong á nên là nhiều khi server nó chưa có ổn định đâu. Nên là cũng chưa có dám là làm càng. Chưa dám làm càng. Bên này su quá trời. Rồi 1000 su luôn. Đang canh 2M để quay nè anh em. Mà 2M không nổi. 155 mà 2M không nổi nè. Bung 1000 mấy su này ra là kiếm thêm đồng cũng ok. Trội đồng còn có 100 mấy à. Hơi thốn ha. Được anh em, thì hôm nay là review sơ bộ về cái event này cho anh em xem, cũng như là một số thứ mà mình làm tiếp theo. Chiều tối nay sẽ có cái video quay được các thứ nữa ha, build con Jiraiya tiên nhân lên nếu mà được. Đó, để đi PK được các thứ cho anh em xem ha. Mình vào chiến trường coi. Lưu lại cái đội hình để cho mấy ông đánh chứ. Ok, được rồi đó. Để cho mấy anh em giao lưu chứ nè. Rồi ok, đó là video trưa ngày hôm nay. Em thấy hay cho một like, share, giỏi kênh nha. Có rất nhiều nha.